Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Lạt đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng đã có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời thực nghiệm hiện trường các vụ trộm xảy ra trên địa bàn thành phố liên quan đến nhóm đối tượng này. Các đối tượng gồm Vương Xuân Minh, sinh năm 1991, hộ khẩu thôn Tầm Xá, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, và Vương Văn Hiếu, sinh năm 1993, chỗ ở Lữ Gia, phường 9, Đà Lạt, đã khai nhận hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác. Cụ thể, để có tiền tiêu xài, sau khi bàn bạc, các đối tượng này đã rủ nhau đi trộm tài sản của khách thuê nghỉ tại đồi Mộng Mơ, tổng cộng 2 lần và một lần khác tại biệt thự 28 Trần Hưng Đạo, phường 10, Đà Lạt. Tổng các lần trộm, các đối tượng đã lấy gồm máy tính xách tay, điện thoại iPhone 6, 6S, Samsung Galaxy S6S, máy tính bảng và iPad cùng nhiều loại tiền khác nhau có giá trị tiền mặt trên 100 triệu đồng trong bóp của các du khách đang thuê phòng nghỉ dưỡng. Theo lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt, từ nguồn tin của người bị hại, nỗ lực truy tìm của các trinh sát, điều tra viên và thực tế hiện trường các vụ trộm, sau một thời gian dài truy tìm, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Lạt cũng đã tóm gọn nhóm trộm này. Trong đó, Vương Xuân Minh, Vương Văn Hiếu có dấu hiệu trộm cắp tài sản. Đối tượng Lê Đức Dậu, trú thôn Tiền Lâm, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong ngày 22 tháng 3, các tổ công tác đã chia các mũi đi thu thập tang vật và thực nghiệm hiện trường các vụ trộm tại khu du lịch Đồi Mộng Mơ và biệt thự 28 Trần Hưng Đạo. Thì phát hiện và bắt quả tang Phạm Cao Cường tàng trữ trong túi sách cá nhân 2 túi ni lông có chứa thành phần ma túy tổng hợp methamphetamine, trọng lượng trên 31,5 gram. Số ma túy trên được Cường mua từ một thanh niên không xác minh.